Xin chào các bạn. Tuần mới các bạn có vui vẻ không? Mình vừa hấp tóc, nhộm tóc. Nhìn trả lời được 10 năm đó nha. 70 tuổi bây giờ thành 60 tuổi. Oh yeah. Nói chứ tại tóc sao mà nó bạc quá trời luôn. Cắt ra nhìn nó kỳ quá, nhìn thấy mình thôi nhuộm. Mà lúc mới nhuộm vô cái tóc nó đang thùi nhìn cũng kỳ lắm. Một hai ngày cái nó mới quen. Mỗi lần nhuộm tóc là con nó nhận ra liền à. Trời nắng quá ha. Hôm nay nắng dịu lắm. Hôm vừa hai ngày rồi mình cũng không có vlog. Tại cái còn nhiều video clip quá đó, mình mới vừa catch up hết được là mình làm hết luôn rồi. Hôm nay là cái vlog mới đó nha. Tại vì vlog mà trải quá nó cũng hết hay, cho nên mình cũng phải cố gắng làm cũng như là cho nó trải ngày là cao lắm, đừng trải 2-3 ngày là thấy nó kỳ kỳ đó. Nên sử dụng mình chào cuối tuần mà đã đầu tuần rồi mà chào đầu tuần hay là đánh cuối tuần rồi kỳ quá. Hai ngày rồi tự nhiên nắng nóng lên. Cái mình cũng không có vlog, mình chỉ ở nhà mình sửa computer cho nó xong cái rồi cái edit video rồi upload nó lên. Nhưng mà cái computer cũ của mình nó chậm quá. Còn cái laptop mình phải dùng cái monitor làm cái tivi để mình làm mình coi thì hơi khó chịu, ngồi không có thoải mái. Giờ đang tìm mua sắm cái laptop mới được. Hôm nay nghỉ hè, hai đứa nằm ngủ tới 12 giờ mới chưa thức. Tối thì mình ngủ, mình không để ý sáng hai đứa nó thức khuya quá trời rồi, bây giờ cứ ngủ. Ngủ mê, ngủ mẫn. Teenager, con mấy đứa trẻ bên đây vậy á, thức khuya. Nắng dịu quá đã luôn. À, mình có đi bộ buổi tối mà tối quá đẹp có quay video được. Tối hôm qua thì đi có cầm máy theo nhưng mình không có quay gì hết á, đi tập trung đi bộ cho nó sức khỏe tốt. Giờ này ra ngày ngoài chạy đi kiếm đồ mua chỉ dễ hơn, chừng 2 tiếng nữa bắt đầu người ta đi làm về mới trễ, chặt được chặt xá. Mình ra Costco có gì em mua về làm cho tụi nó ăn. Cái muốn ăn cá chiên mà nhà bên đây chiên gà chiên cá rồi gì hôi hám lắm, chắc chạy ra ngoài chợ tàu Việt Nam kiếm con cá nào. Thường thường cá chiên là cá lưỡi trâu rồi gì nó chiên ngon hả, chứ con cá mà mập mập chiên không ngon, mà phải khứa nó ra kiếm con cá nào nó dẹp dẹp mình. Chiên cho nó chiên luôn ấy, về nấu cơm miếng dưa leo rồi gì cho nó chấm nước mắm ăn gọn. Bây giờ trước vô Costco đi vòng vòng coi không biết mua cái gì mới vô đó. Có lúc đi vô cái đi ra đi. Đi vô phải có cái thịt gì mua. Thì cũng có thịt heo, thịt bò, thịt trâu, thịt gà, cá. Giờ sao tự nhiên làm biến nấu ăn quá ha.
chợ cũng thấy cũng khổ chứ. Nói cho cả gia đình nó biết nhà khi người ta phải chọn lựa ba món rồi nấu nướng. Ôi, khổ thiệt. Chà, giờ này bà con chạy ra đây, giờ trưa nè, bà con cũng hay vô Costco ăn ăn hot dog rẻ. đồng 2 đồng mà có soda với chơi cái hot dog luôn, pizza nữa. Ok, mình đi vô chẳng biết mua gì, cứ đi vòng vòng coi thấy cái hứng gì thì thấy mua, không hứng thôi chắc đi ra ghé bên chợ bên kia mua một cái chiên xong. Ok, thôi xin chào các bạn nha. Ăn cơm bên đây là frozen, cũng đông lạnh cứng nhắc thôi, đông lạnh cứng nhắc bán 10 đồng một ký luôn. Đây là bên trong cái shop mua hơi mỏng bên đây, to cái sản to hơn khoảng bàn tay, bán 20 đồng một ký luôn. Cơm lên ăn. Con này 8 đồng 35 xu. Mà biến nó cái gì đó. Ok, thôi đi về. Đây, còn cá chiên. Hủy mùi cũng thơm chứ. Hello các bạn. Mình định ra đi bộ, ra thấy gió cũng hơi thổi cũng dữ quá, với lại trời nó dịu mát quá nhiều luôn, thấy hơi lạnh lạnh. Chưa có cảm hứng đi bộ, bây giờ mình ngồi đây mình mình cạo vé số với các bạn cho vui nha. Mấy nay cạo hoài không trúng, cũng hơi bất mãn. Nhưng mà hôm nay sẽ hơn. Ok, wait a minute. Đúng rồi.
Mình tưởng mình quên turn on cái sound. Anyway, bây giờ mình ngồi đây mình cạo với các bạn thử coi chúng không nha. Hồi hộp nha, cạo từng số nha. Ok, cạo đây. Ok, mình hy vọng mình set up như vậy thì các bạn nhìn thấy được hết. Ok, mình sẽ cạo đây. Lucky Penny đâu vậy? Đây, cạo cái hàng đầu tiên là mấy cái số của mình nha. Thì cái này giải 1 triệu là đại độc đắc. 6 con số trên á là thuộc về số của mình á. Thì mình sẽ cạo ra trước hết để mình coi. Chà, bộ ánh sáng nó chơi nó chói quá. Là số 36, 22, 33, 29, 8, 12. Hy vọng các bạn nhìn thấy được. Mình nhìn thấy không biết camera có rõ không. Khi mà mình cạo những cái hàng này đó, nó có cái số trùng á, là mình sẽ trúng các bạn. Đây, good luck ha, mình cạo số đầu đây. Số 34, mình có 33, không có 34. Nếu như mình trúng thì được 5 đồng. Cạo số tép. Oh, trúng rồi các bạn ơi, trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi, 33 đây, nhưng mà mình chưa có biết giải bao nhiêu để mình cạo hết đi. 15, 47, coi như là mình vô đó ít nhất là cũng được 10 đồng là hòa vốn. Nhớ cạo lần thứ hai. 42, 21, mình nghĩ là chỉ có một số vô được cái số 33 đó thôi đó các bạn. Ok, thôi là chết phải đấy. 28, ok. Hàng 6 tiếp. Coi như cái số 33 đó là mình trúng rồi đó. Nhưng mà mình sẽ để coi còn trúng nữa không. Rồi mình sẽ coi cái mình trúng được bao nhiêu. Mình cạo hết. Mình nghĩ có vô được có một số thôi. Chứ không bao giờ ít khi nào vô được 2-3 số. Đó thấy không? Rồi mình cạo hết rồi đó. Ok. Thì coi như là mình trúng được cái số này thôi, 33, match với 33. Bây giờ trúng nhiêu đây các bạn? Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Thấy chữ K là thấy buồn 5 phút rồi. Ticket nghĩa là mình trúng được 10 đồng. Đó. Số 33 match là mình sẽ ra mình đổi được 10 đồng mình mua lại cái ticket khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái cuộc cạo vé của mình. Không được trúng lớn nhưng mà hồi vốn. Một cơ hội khác nữa, ra mua lại 10 tờ khác lại cơ hội khác nữa. Ngày mai cạo tiếp nha các bạn. Có thể mình dùng đó mình mua Super Lotto. Okay, thôi mình xin chào các bạn, mình sẽ đi bộ đây. Bye bye. Mình đang đi bộ ở ngoài đường. Giờ rất là gió luôn nhưng mà hy vọng là mình có cái microphone nên nó không có bị ồn. Bên đường bên đây á là mình đi mình hay gặp mấy con thú vật á, gà lôi rồi thỏ, nai đủ thứ hết. Trên trời thì nó có nhiều loại chim, nó bay loại chim gọi là chim ưng. Rồi có cái loại chim gọi là con gà, con kênh kênh mà nó nhỏ, là loại nhỏ nó gọi là turkey condor. Đó, trên cái bãi này nè, bãi cỏ này. Khi mà người ta cắt cỏ nó hay ra, nó kiếm mấy cái con côn trùng nó ăn đó. Mấy con gà lôi, bữa nay không thấy con nào hết. Khu nhà mình ở mé bên đây thì là khu nhà cửa, còn mé bên tay phải mình thì là cái vách núi rồi. Trên núi thì hoang dã cho nên nhiều có nhiều loại thú vật nó ở trên đó.
Ok, thôi mình đi bộ một chút nha các bạn, có gì vui mình sẽ quay. Bye. Bây giờ là 8-9 giờ tối rồi, dùng cái máy có ánh sáng tối để mình đi ra nhìn cái con thỏ này. Thỏ này buổi chiều mát nó đi ra, mình sẽ đi từ từ tới cho nó đừng có sợ. Chiều mát nó ra nó ăn cỏ. Giờ này là rất là tối đó, nhưng mà mình dùng cái máy thu ánh sáng rất là tốt, dùng ISO gọi là rất là cao quá. Cầm tay nó khó giữ, ngay chính giữa quá.